Rồi xin chào anh em, chào mọi anh em, mình đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng Điện Máy AV ha anh em. Thì đánh vô phân khúc của những anh em mà đang có nhu cầu mình đầu tư, mình sử dụng trong gia đình nè, hoặc là những anh em làm thợ hay đi công trình với cái yêu cầu là một con máy hàng mini nhỏ gọn như thế này, thì hôm nay em lên video để giới thiệu cho anh em mình một cái dòng máy hàng có khả năng chịu tải cực cao, phù hợp cho anh em mình đầu tư để sử dụng trong gia đình, anh em làm thợ hay đi công trình, mình làm di chuyển sử dụng để hàng kết cấu cũng cực kỳ ngon lành luôn ha. Thì dòng này nó có mã là Jackro ARC200RO. Dòng này thì là cho anh em mình cái hiệu suất hàng cực kỳ tốt luôn anh em, khả năng chịu tải cũng như là độ nhạy mát khi mà anh em sử dụng cực kỳ cao. Và đặc biệt 200RO thì đây sẽ là một dòng máy mà chuyên cho anh em mình sử dụng qua hàng từ 2.5 cho tới 3.2, và hiệu năng sử dụng 3.2 của máy sẽ là đáp ứng cho anh em mình với hiệu suất là 100%. Thì bây giờ là cùng em trải nghiệm cũng như là tìm hiểu sơ qua một cái thông số về dòng máy này anh em. Ở thời điểm hiện tại thì đa phần những dòng máy hàng trên thị trường tất cả đều đã đang sử dụng máy hàng điện tử hết, cho nên về cái dòng máy hàng Jackro ARC200RO này cũng là một dòng máy hàng điện tử với kế mini nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển anh em, khác với những cái máy hàng cơ khác. Anh em mình sử dụng những cái dòng máy hàng cơ mà dòng 200A hoặc 160A thì nó như là một cái két sắt luôn. Thì riêng ARC200RO này thì thiết kế của máy cực kỳ nhỏ gọn ha, sẽ trang bị cho anh em mình một cái đồng hồ LCD giúp cho anh em mình có thể dễ dàng điều chỉnh cũng như là anh em mình sẽ thấy rõ thông số khi mà anh em hoạt động ở ngoài trời tốt hơn. Dòng này thì sẽ trang bị cho anh em quạt tản nhiệt lớn luôn, và khi mà quạt chạy thì anh em có thể thấy nè, đèn báo của quạt vẫn sáng để vào hoạt động nè, gọi là đèn báo của quạt nó vẫn hiển thị lên cho anh em mình biết ha. Rồi về nút điều chỉnh thông số thì anh em có thể thấy nè, em quay rất là nhiều dòng luôn anh em đó, và cái nút điều chỉnh này nó sẽ giúp cho anh em mình kiểm soát dòng hàng tốt hơn. Ngoài ra những tính năng như là hotspot mồi lửa nhanh nè đó, anh em có thể điều chỉnh lên mức tối đa để phù hợp với nhu cầu cũng như công việc của mình. Bù hồ quang nè anh em, airport nè là bù hồ quang cũng điều chỉnh lên ở cái mức phù hợp với công việc của mình. Lift tích thì ở tính năng này sẽ là tính năng hỗ trợ nha, VOD là tính năng chống giật nè, sử dụng an toàn cho anh em mà làm việc ở trên mái tôn tay chân hay ra mồ hôi hoặc làm ở môi trường ẩm ướt thì cực kỳ phù hợp luôn. Rồi thì bây giờ làm cùng em trải nghiệm thử về cái dòng máy hàng Jackro ARC200RO này ha. Rồi thì để mà có thể cho anh em mình thấy được hiệu năng cũng như là hiệu suất làm việc của dòng máy hàng Jackro ARC200RO này á, thì em sẽ sử dụng hai loại que hàng khác nhau. Đây là 2.5 và 3.2 anh em. Đó, đây là que hàng 3.2 nè, và đây là que hàng 2.5. Thì bây giờ là mình sẽ thử hiệu năng của máy bằng cách là test kéo que hàng 2.5 và 3.2 anh em. Rồi tiếp theo thì em sẽ đốt cho anh em mình xem que hàng 3.2 ha. Ở đây thì em điều chỉnh ở mức lửa của hai loại que này đều là 150 để con máy nó ở cái hiệu năng gọi là sử dụng gọi là tốt nhất ha anh em. Đó, đây là cái mức lửa mà ổn định nhất mà em hay sử dụng. Thank you.
Rồi thì ở đây thì anh em mình có thể thấy được đây là hai cái đường hàng mà em vừa hàng xong. Bên tay trái của mình sẽ là que hàng 3 ly 2 và bên tay phải sẽ là que hàng 2 ly 5 ha anh em. Đó, một cái máy hàng ổn định nó sẽ cho anh em mình cái khả năng cũng như là lửa hàng cực kỳ tốt luôn. Và anh em có thể thấy lửa hàng từ khi mà em bắt đầu em kéo que hàng, mình không có nói về cái vấn đề mồi que. Mồi que thì nếu mà anh em mình muốn sử dụng que hàng mà bắt mát nhanh, bắt buộc là anh em mình phải mồi que cho que hàng nó tạo phễu thì bắt mát rất là nhạy luôn ha. Còn về cái vấn đề mà kéo que hàng, khi mà em kéo lửa hàng cực kỳ ổn định luôn ha, anh em không có bị lửa quá lớn cũng như là quá nhỏ, nó sẽ ở cái mức 150 A thôi, phù hợp cho anh em mình đầu tư để mà anh em mình sử dụng đi công trình cũng như là anh em xài gia đình cực kỳ tốt. Thì bây giờ gõ ra xem thử. Đây, đây là cái đường hàng của máy hàng dắt rồ ở cái mức lửa hàng 150. Đó, anh em có thể thấy nè, khi mà anh em mình đi đều tay, máy hàng của anh em mình rất là đẹp luôn và nó rất là ngấu anh em. Em có thể thấy gọi là nó đã ngấu xuống dưới luôn. Đó, đây là một mặt phẳng nè, khi mà em đi qua là nó đã ngấu xuống dưới luôn anh em. Còn kế bên sẽ là đường hàng của 3 ly 2 nha anh em. Đó, rất là đẹp, rất là ok hai anh em, và lửa hàng thì cực kỳ ổn định luôn. Đó, mối hàng đây, ở đây mình có thể thấy hai mối hàng đều rất là đẹp, rất là ok ha. Một con máy hàng nó cho ra lửa hàng ổn định, nó sẽ giúp cho anh em mình kiểm soát được cái đường hàng của anh em mình tốt hơn và sẽ tạo độ ngấu khi mà anh em mình sử dụng tốt hơn, tránh bị tình trạng chỗ ngấu chỗ không ha anh em. Rồi thì nếu mà anh em mà đang có nhu cầu mình đầu tư mình sử dụng trong gia đình nè, anh em làm thợ đi công trình, làm biển quảng cáo, làm gì trên cao, thậm chí là những anh em làm thợ hàng kết cấu chuyên về hàng 2 ly 5 và 3 ly 2 thì có thể đặt ngay con này qua số hotline 0934077765 hoặc có thể ghé trực tiếp cửa hàng điện máy Vi, địa chỉ 367 Trường Chinh, phường Tân Thế Giới, quận 12. Hiện tại thì mẫu này em đang bán cho anh em mình với mức giá cực kỳ tốt luôn em, chỉ có 1.890.000 sở hữu một con máy hàng chuyên cho anh em mình sử dụng qua hàng từ 2 ly 5, 3 ly 2 với lửa hàng lên tới là 200A ha. Anh em nào quan tâm ghé liền bên em để được bên em tư vấn và hỗ trợ. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em mình ở video kế tiếp nha.